Thì nhiều lúc em nóng quá thì em có thể là đập một cái gì đó. Đập cái gì? Đập bàn, đập ghế cho nó hả giận đó chị. Em tên là Lê Thị Thanh Trúc. Em năm nay 23 tuổi, đến từ Tiền Giang. Dạ, hiện em đang làm nhân viên bán hàng showroom tại công ty lụa Thái Tuấn. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Hữu Kha. Năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang làm dân quân tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quê em thì ở Tiền Giang, nhưng em thì sinh sống ở Đồng Nai, ở Cái Bè, Tiền Giang ạ. Cái Bè, bạn gái ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Gò Công Tây anh. À, Gò Công Tây. Dạ. À, em biết Gò Công Tây không? Xuống Gò Công Tây cũng vài chục cây thôi. Hy vọng rằng ta cùng quê với nhau cũng đã có chút thuận lợi ha. Dạ, dạ. Thôi, mình có những cái điểm mạnh nào hả em? Dạ, điểm mạnh của em là biết chăm sóc cho người xung quanh. Rồi biết nấu ăn. Tính tình thì chậm, có thể chịu được bạn gái. Có chịu được sự càm ràm của bạn gái không? Dạ, nếu bạn gái nói thì em nghe thôi ạ. Còn về điểm yếu thì em hơi cao tí. Thấy nó không có được tự tin về cái bản thân mình thôi. Trời ơi, cao ta càng phải cao có gì đâu. Cao mới là điểm mạnh đó. Anh mà cao được như em, anh nổi tiếng lâu rồi. Rồi, vậy mình có tật xấu gì nữa không em? Tánh xấu á, tánh nết có cái gì xấu không? Dạ, có vậy. Nhiều lúc em nóng quá thì em có thể là đập một cái gì đó, nhưng mà... Hả? Đập cái gì? Dạ, có lẽ là đập bàn, đập ghế cho nó hả giận á chị. Rồi đó. Lỡ anh nóng quá anh đánh em luôn rồi sao anh? Không, không có em ơi. Rồi, bạn gái thì sao? Mình là điểm mạnh, điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em biết mai vá. Em biết hát. Em cũng hay nói nhiều lắm chị. Hay nói nhiều lắm dạ. Hả? Và cái đó cũng là điểm yếu của em đó chị. Em rất hay khóc nhẹ chị. Khóc nhẹ. em dễ xúc động lắm. Rồi thường thường khóc là ai dỗ? Khóc mệt thì thôi. Trời đất ơi, lý do gì mà mình khóc? Ai làm gì mình khóc? Chỉ cần la lớn cái là em khóc. Ồ. Dạ. Cũng nhạy cảm quá ha. Tình trường? Em trải qua một mối tình quen nhau được 1 năm rưỡi. Hai bên gia đình không chấp nhận. Và sau đó thì anh bị tai nạn và anh về quê tịnh dưỡng. Và rồi tụi em không còn liên lạc với nhau. Lý do sao gia đình không chấp nhận? Do là Bắc Nam chị. Rồi, bạn trai bên kia? Dạ, em thì có 2 mối tình. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì lúc em đi bộ đội á, lúc em xuất ngũ á, thì bạn nói đi về miền Trung, kêu em về với bạn. Nhưng mà do hoàn cảnh gia đình em là có một mình em là con trai nên không có về được, nên chia tay từ đó à. Hai bạn giống nhau về tình yêu quá ha. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m6 trở xuống. Sao không trở lên cho nó bằng em mà trở xuống? Em đã cao rồi nên giờ kiếm người cao nữa đi. Tới lúc mình sinh con thì nó... Nó đâu liên quan tới đâu. Trời, giờ mình cao mình lấy người cao đứng với mình cho nó xứng đôi vừa lứa chứ. Ừ. Hay em kiếm người 1m5 đi cho nó hợp. Dạ được luôn anh. Được luôn hả? Dạ được luôn anh. Kỳ lạ tất. Dạ, là mẫu người lý tưởng của em là da trắng. À, biết nấu ăn, có lúng đồng tiền thì càng tốt, nhìn càng dễ duyên à. Lúng 2-3 bên được không? Mấy bên cũng được anh, 1 bên cũng được và 3 bên cũng được. Có hết á. Bây giờ em không thích cái điều gì ở người bạn gái? Nói dài á, một vấn đề nó hoài. Nãy em mới nói em chịu đựng được bạn gái. Chịu nhưng mà chịu được vài lần nên chứ không có. Mà phụ nữ không bao giờ nói 1 lần đâu em ơi. Vậy thì em nói nhiều lần à. Lắm trời ơi, có khi ta nói tới sáng tới ngày mai tháng sau luôn. Ráng chịu đựng đi cưng. Dạ, đó là cái đáng yêu của phụ nữ đó. Cái đáng yêu của phụ nữ đó. Còn em, mẫu người bạn trai mình như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là phải cao hơn em tầm 1m7 á chị. Thì bên đây đó là dư rồi đó, dư rồi đó. Cao quá được không? 1m8 được không? Dạ được anh. Rồi. 1m9 được không? Dạ không, cao cao quá. Em mét mấy? Dạ em mét 83. 83 đó em. Dạ được anh. Được, có gì đâu. Về tính cách đó là em cần người đàn ông mạnh mẽ, có chính kiến của mình. Rồi. Dạ. Đẹp trai cỡ anh Quyền Linh thôi. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Cái này đáp ứng không được em ơi. Anh Quyền Linh ơi, đẹp hơn anh là em không chịu đâu nha. Thôi thôi, bữa nay anh cảm ơn em khen anh đẹp trai. Cao hơn anh yên tâm đi. Đừng ốm quá và cũng đừng mập quá chị. Thường mấy người cao hay ốm lắm. Em không thích những người đàn ông mà rượu chè bê tha. Uống rượu thì cũng được, em cũng chấp nhận được. Nhưng mà đừng có nghĩa là quá. Làm dạ. Chủ được đúng không? Dạ đúng rồi, không hút thuốc. Em thích những người lịch sự. Lịch sự là dạ. Sao? Sơ mi trắng. Khác màu được không? Cũng sơ mi chưa trắng. Rồi. Quần tây. Quần jean được không em? Bữa nay anh Linh anh cũng mặc quần jean. Dạ. Giống anh Linh. Dạ được, giống anh Linh được. Giống anh Linh là được. Dạ. Da dẻ làm sao? Có đen hơn anh Quyền Linh không anh? Cỡ cỡ. Cỡ cỡ được chị. Được. Sống mũi cao.
Cũng hơi cao. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Vũ phu chị, nãy em nghe đập đồ em sợ quá chị ơi. Không, đập đồ thôi chứ đâu không có dám đập người đâu. Mà tướng này đập em cũng không có nổi đâu, yên tâm đi. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1 tới 2 năm. 1 tới 2 năm, dạ. Làm dâu được không em? Dạ em làm được. À, đợi để chị hỏi nha. Em nghĩ là khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào hợp thì có thể là nửa năm hoặc 1 năm. Em ở với ba mẹ mà có mình em thì sau này về thì cất riêng 1 căn hoặc là ở chung cũng được. À, đi làm rể được không? Dạ chứ không chị ơi, tại vì nhà em có một mình em là con trai à. Chứ nếu làm gãi thiệt thì em đi ra miền Trung rồi chị. À, có mẹ có dặn tuổi tác rồi có chiều cao vóc dáng cân nặng gì không? Phải người thấp thấp thôi chứ không có cao. Nhưng mà em cũng thích như vậy tại vì người ta tốt hết rồi, người ta hơi cao cũng không được hả? Hơi cao thôi chị. Cao 1m8 chứ nhiều. Thì em 1m83, em hơn người ta rồi. Được không? Em đi với anh em khỏi mang giày cũng được. Vậy bạn gái bên đó cao bao nhiêu chị? 1m8. Phải không chị? 1m79 à. Được không? Chắc được phải không? Xem lại chứ. Xem gì trời? Người ta muốn cao, tôi muốn siêu mẫu chân dài. Bởi vậy? Không muốn siêu mẫu chân dài. Được rồi, anh qua thăm đàn gái coi có lúm đồng tiền. Lúm mấy cái cũng được đúng không? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Được đấy. Da trắng có. Đồng tiền có. Nụ cười rất tươi ha. Gái Tiền Giang là rất dễ thương nha. Chiều chồng luôn á. Lúm đồng tiền phải có hả? Dạ không có con sao anh. Thôi ta đâu cần có, ta vẫn duyên. Ôi trời ơi, đồng tiền ngon lành luôn. Xin lỗi đàn gái hơi bị xinh à. Dạ. Đó. Thì những người làm ngành may á, thường thì chăm sóc gia đình rất là tốt, bởi người ta cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Anh có món quà muốn tặng cho em. Dạ cảm ơn. Cái quà này là nếu mà được thì anh sẽ giữ ấm thay cho con gấu này, còn nếu không được thì anh sẽ nhờ con gấu này giữ ấm cho em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chào ha. Em làm đó là thứ bảy chủ nhật em nghỉ được hết hay sao nghe? Dạ không anh, em làm xoay ca. Không, nếu như mà em với anh mà có tiến tới nữa thì em sẽ về chuyên ngành của mình, đó là bên kỹ thuật mai em làm được. Nếu như gần nhà anh có công ty mai này nhà anh có nhiều, gần nhà anh có nhiều khu công nghiệp lắm. Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cảm nhận về em như thế nào anh? Thì như nãy anh nói đó, dạ. Em là một người xinh mà em còn biết nấu ăn nữa thì... Anh biết nấu ăn không anh? Anh thì cũng biết chút chút, đủ để nấu cho gia đình ăn thôi chứ cũng không phải là ngon lắm. Anh thì biết chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân thì tới lúc nếu mà em có quen anh thì em đừng có lo gì cái vụ mà chăm sóc. Dạ. Nếu mà có gì thì anh sẽ chăm sóc nha. Dạ được. Anh thì ít cũng ít đi chơi lắm, tại vì cái tính anh nó cũng hơi nhát tí á, cứ đi làm mà đi về nhà. Có nhiều người rủ anh đi nhậu anh cũng không đi nữa. Tại vì nhậu anh nhậu quá yếu. Anh nhậu có chừng 2 ly, 3 ly là anh xỉn mất tiêu rồi. Mà xỉn mà vẫn biết đường về nhà. Chứ không có phải là lầy lội ngủ ở chỗ nào gái nào. Tính em thật sự ra là em cũng bực mình, em hay nói nhiều lắm. Thì anh thì em thấy nghe nãy là có tính đập đồ, cho nên em cũng sợ. Là nhiều khi anh nóng quá anh, em nói nhiều quá cái anh dớt em luôn. Anh chưa từng đánh ai luôn. Anh chỉ có đập bàn, đập ghế, đập theo kiểu mà nóng quá thì mình đập cho mình hết nóng thôi chứ không có gì hết trơn á. Hai bạn đứng lên đi coi xứng đôi không, cặp này chiều cao rồi đó. Mình đứng nắm tay nhau, mình truyền cảm hứng cho nhau, hát tặng nhau đi em. Hợp lý ha. Hey, em sẽ hát một bài suy nghĩ trong anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tên tên thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đủ rồi. Dạ. Như vậy là ta đã có cuộc trò chuyện cũng không đến mức dài lắm, nhưng mà đủ để chúng ta có thể hiểu nhau. Bấm là trao duyên đi. Suy nghĩ cho kỹ với các bạn nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nó bấm nút. Chúc mừng em. Nắm tay với các bạn. Em cũng còn là một quân ảnh nhiều. Cũng cao, cũng bằng nhau mà. Và ngày hôm nay tôi chúc mừng cho hai bạn nha. Và mong rằng ta tìm hiểu nhau thật kỹ để đi đến hôn nhân. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng bạn gặp nhau. Đó, dễ thương lắm. Em gái cười mãn nguyện đúng không em? Chị gái lấy chồng rất là vui đúng không?